Hiện nay ngày 17 tháng 11, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, khoảng gần sáng và ngày 18 tháng 11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh thuộc phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, từ đêm 17 đến đêm 18 tháng 11 ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa rào, từ chiều tối và đêm 18 tháng 11, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm 18 tháng 11 trời trở rét. Từ ngày 18 tháng 11, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ trưa chiều ngày 18 tháng 11, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Dự báo chi tiết cho các vùng trong cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Độ ẩm từ 45-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ, có nơi dưới 18. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ, có nơi trên 31. Phía Đông Bắc Bộ, có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi có mưa, mưa rào rải rác. Gió Đông Nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Độ ẩm từ 58-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30. Thanh Hóa Thừa Thiên Huế, có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ, phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 62-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ, có nơi trên 30. Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 64-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32. Tây Nguyên, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ, có nơi dưới 17. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30. Nam Bộ, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 56-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33. Hà Nội, có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 63-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30.